Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Minh Hải Nhà Đất Kiên Giang. Ngày hôm nay Minh Hải sẽ giới thiệu cho cả nhà hai nền đất liền kề nhau ở đường mặt tiền Bùi Viện, cách trung tâm thương mại Gạch Sỏi 5 phút xe máy. Đối diện ở phía bên đây, đây là khu dân cư phường Vĩnh Lợi. Khu này đang phát triển luôn các cô chú anh chị. Thì mặt tiền đường Bùi Viện này nó là một trong bốn con đường lớn của phường Vĩnh Lợi. Ở đây mình có hai cái nền đất đang kêu bán đây. Diện tích của mỗi nền là ngang 5 và dài 27m, có 40m thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Với giá bán mỗi nền là 870 triệu đồng và thương lượng nhẹ cô chú anh chị. Đi thẳng đoạn đường này thì chúng ta sẽ ra đến đường Nguyễn Biểu và sẽ đi ra tới cầu Quằng. Còn ở đường bên đây thì chúng ta sẽ đi về trung tâm thương mại Gạch Sỏi. Hướng của cái nền này là hướng Đông Nam. Ở phía đối diện là khu dân cư phường Vĩnh Lợi. Để biết thêm thông tin chi tiết về miếng đất này thì cả nhà vui lòng gọi vào số điện thoại là 0782 333 680 Minh Hải để đi xem đất nha cả nhà. Một lần nữa Minh Hải xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải và hẹn gặp cả nhà ở video kế tiếp. Nhớ bấm đăng ký kênh và ủng hộ Minh Hải cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.